Rồi mến chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh của mình nha. Thì tiếp tục đây cũng là cái khu chợ Tàu Niên nha. Đây chiếc xà lan nổi đang tới nè. Đang ôm phúc cua nha các bạn, chạy nước ngược nha. Nước đang đổ ra nha. Hiện tại khúc cua đầu trên cũng rất là trống nha các bạn. Trời ơi, ghê chá luôn. Sau còn một chiếc nữa nha. Rồi, tất cả đều là xà lan nổi nha các bạn. Từ cái hướng này thì luôn luôn lúc nào cũng xà lan nổi là nhiều. Đi giao hàng ở các vùng miệt thứ rồi đó. Để người ta chạy về nha. Chiếc xà lan màu xanh này nha, xanh nước biển nha các bạn. Thì cũng như thường lệ qua khúc cua này thì lúc nào cũng có một anh đứng ở trước mũi coi đường nha. Tại khúc cua này rất là gắt nha các bạn. Ở đầu trên hiện tại thì rất là trống nha. Đây có chiếc ghe chàm đang chạy lên nha. Ở khúc dưới có xà lan
thẩm đang lên nữa các bạn. Hiện tại cũng rất là đông ghe thuyền nha. Đang né nhau ở dưới nha các bạn. Từ từ né nhau nha các bạn. Ở cái khúc cua này khá là gắt nha các bạn. Tài công chạy qua đây cũng phải rất kinh nghiệm nha. Hai đầu mà vô cái khúc cua này là không có thấy nhau nha. Rồi, né nhau thành công rồi các bạn ơi. Chiếc xà lan cát đang chạy lên nha. Thì cái hướng này rất là hiếm xà lan thẩm nha các bạn. Thường thì cái hướng này chạy lên thì đa số là những chiếc xà lan nổi. Các bạn.
tư đang có khoảng 3 chiếc xà lan đang lên nha. Rồi tiếp theo là chiếc xà lan này đang qua khúc cua nha các bạn. Hiện tại thì khúc cua cũng đang khá là trống nha, nên phải chạy nhanh qua nha. Khúc cua này là không có chờ đợi được nha các bạn, cứ trống là phải tranh thủ chạy qua. Khoảng 300 tấn nha.